Xin chào các bác, đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em lên cho các bác mẫu xe đạp địa hình Thao Cát XX1 được trang bị bộ chuyển động Shimano Aceza, bánh 27,5 đều đĩa trục rỗng khung nhôm. Xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Tất cả đồ là zin 100%. Lớp sơn đen đỏ rất là thể thao và đẹp mắt. Khung nhôm. Xe thì về ngoại hình thì khá là mới và đẹp, do là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là nó sẽ xuất hiện những cái vết xước, là những cái vết gọi là bay màu sơn, do là xe bãi nên là không tránh khỏi. Và về cái ngoại hình của xe thì các bác thấy thì nó rất là đẹp, đây bấm Aceza 9 tầng lip, gạch đầu Shimano, bên này 3 tầng đĩa. Sóc theo xe, phải là 27,5 tao cát, đánh bánh 27,5, nơi đi vòng, đĩa trục rỗng và chạy một bộ chuyển động, chạy full một bộ chuyển động của Shimano Aceza. Trong cái tầm giá mà em đang bán là khoảng 6 triệu rưỡi. Chiếc xe này có cái cấu hình mà cũng khá là cao trong cái tầm giá 6 triệu rưỡi rồi. Thao Cát XX1. Và bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạo đến khóa cộng yên là 43 cm, từ khóa cộng yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Chiếc xe của các bác từ khoảng 1m6 cổ đến khoảng 1m75 thì phù hợp. Trang bị 4 lít 9 tầng và 3 tầng đĩa. Con xe có 27 tốc độ khác nhau. Giá bán của chiếc xe bên em đang bán mức giá là 6.500.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 993. Ngoài ra thì các bác cần đăng ký kênh và ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của tôi đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp về những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.